Xin chào mừng các bạn đã đến kênh Toyota Tân Cảng. Thì hôm nay Khoa xin làm một cái clip nói về những cái chủ đề mua xe cũ tại Toyota Tân Cảng ha các bạn ha. Thì chuẩn bị qua một năm mới, năm 2021 rồi. Thì bên Toyota Tân Cảng, bên Khoa đang đặt một cái chỉ tiêu doanh số về mua vô những cái dòng xe cũ đã qua sử dụng nha các bạn. Nên đâm ra thì hôm nay thì Khoa cũng làm một cái clip này để giới thiệu cho các bạn những cái chiếc xe cũ các bạn đang có nhu cầu muốn bán. Thì các bạn không biết bán đi đâu, thì Khoa xin thưa đây Toyota Tân Cảng mua xe cũ giá cực kỳ cao trên thị trường luôn nha các bạn ha. Thì trước mắt các bạn cũng thấy là bên Khoa đang hiện đang có những cái mẫu xe là Toyota nè, là không nói rồi, tại vì bên Khoa là chủ đạo là Toyota mà. Và bên cạnh đó bên Khoa cũng có những dòng xe như là Kia nè, Ford nè, và phía sau lưng của Khoa đây là một chiếc Kilovet màu nâu vàng phía sau ha các bạn ha. Ngoài ra còn có những cái dòng xe như Hyundai nè, Mazda hoặc là tất cả thứ thương hiệu khác. Thì bên Toyota Tân Cảng bên Khoa đều mua những cái xe cũ, những tất cả từ các thương hiệu. Nên các bạn đâm ra là khi mà các bạn đang có nhu cầu muốn bán một cái chiếc xe ô tô bất cứ thương hiệu gì, đừng ngại ngùng bóc cái điện thoại lên, hãy gọi cho Khoa theo số điện thoại là 0934977579 gặp Khoa để Khoa tư vấn cho các bạn tất cả các giá xe cũ của tất cả các hãng nha các bạn. Thì bên cạnh đó thì Khoa cũng cam kết với các bạn rằng tại Toyota Tân Cảng khi các bạn mua bán thì bán với cái giá cực kỳ cao trên thị trường. Khoa cam kết về cái giá bán ra cho các bạn. Phải nói là bên Khoa mua giá rất là tốt về thị trường xe cũ nha các bạn ha. Rồi bên cạnh đó nữa là những cái thủ tục về mua xe nè. Thí dụ như bạn đang ở tỉnh, các bạn không ngại ngùng đi xa mua để bán một chiếc xe, vì khu vực các bạn không có người mua xe cũ của các bạn, thì đừng ngại ngùng gọi cho Khoa. Khoa sẽ xuống tận nơi xem xe và Khoa sẽ định giá tại chỗ luôn cho các bạn. Và cái thủ tục mua xe thì Khoa sẽ giải quyết tại nơi của các bạn đang sinh sống. Các bạn không cần phải di chuyển một cái bước xa lên tới tận Toyota Tân Cảng mình để làm thủ tục mua bán xe nha các bạn. Trong vòng 30 phút thôi là Khoa đã làm xong mọi thủ tục cho các bạn tại nơi Khoa coi xe rồi. Đó, thì các bạn đừng ngại ngùng về vấn đề các bạn ở xa muốn bán một chiếc xe cũ nha các bạn. Và bên cạnh đó nữa là bên Khoa còn có hỗ trợ cho các bạn là trong cái việc là tích toán ngân hàng luôn. Thí dụ như các bạn nào đang vay ngân hàng, không có tiền tích toán ngân hàng để bán cái xe này, thì bên Khoa sẽ hỗ trợ các bạn tích toán phần ngân hàng để các bạn có lấy cà vẹt về làm thủ tục mua bán cho bên Khoa nha các bạn ha. Để cái đó là một điểm yếu của các bạn khi muốn bán cái xe cũ, vì mình muốn bán cho một người tiêu dùng xài mà người đó rất là ngần ngại trong cái việc mà tích toán ngân hàng để mua cái xe, thì đây cũng là một cái yếu, điểm yếu của các bạn khi bán xe và bị cái người mua họ sẽ ép giá. Nên tâm ra bên Khoa thì không ngại vấn đề đó, nên các bạn cứ yên tâm nhé. Và tất cả các thủ tục chi phí thì bên Khoa sẽ lo hết cho các bạn. Các bạn cứ miễn sao là hồ sơ giấy tờ pháp lý bên Khoa sẽ báo cho các bạn để chuẩn bị, các bạn chuẩn bị đầy đủ là ok, bên Khoa sẽ làm thủ tục cho các bạn thôi. Và còn về giá xe thì Khoa sau khi đã coi xe, Khoa sẽ định giá trên sơ bộ chiếc xe. Ví dụ như các bạn phải đồng sơn bao nhiêu, rồi sửa chữa bao nhiêu, thì Khoa sẽ tính những cái chi phí đó để đưa ra cái giá xe cho các bạn. Nhưng vẫn cam kết là giá cực kỳ tốt trên thị trường mua bán xe cũ hiện nay. Và những bạn nào mà đang có ý định mà muốn bán cái xe cũ và đổi một cái xe cũ khác, hoặc là đổi một cái xe Toyota đời mới tại Toyota Tân Cảng bên Khoa, thì bên Khoa sẽ hỗ trợ thêm về cái phần giá mua vào nha các bạn. Thí dụ như Khoa mua cái xe bên cạnh đây là 400 triệu mà các bạn đổi một cái xe cũ hoặc là một cái xe mới Toyota, thì Khoa sẽ mua cho các bạn là 410 triệu. Cái đó là Khoa lấy một cái thí dụ cho các bạn nha. Vì sao? Vì bên Khoa sẽ cân đối chi phí lợi nhuận để làm sao để check in được thủ tục đổi cái xe cũ đó, nên các bạn rất là được lợi thế khi các bạn đổi xe cũ tại Toyota Tân Cảng bên Khoa. Rồi thì Khoa cũng không nói nhiều, Khoa chỉ cam kết với các bạn rằng Toyota Tân Cảng mua xe cũ với giá số 1 tại thị trường Hồ Chí Minh hiện nay và tất cả các tỉnh từ miền Trung đi vào, bên Khoa sẽ hỗ trợ mua tất cả các dòng xe cũ. Các bạn đừng ngần ngại, hãy gọi cho Khoa hoặc là Toyota Tân Cảng nhé các bạn ha. Và Khoa xin cũng xin kết thúc clip tại đây, và cũng mong rằng các bạn sau khi đã xem cái clip này đừng ngại ngùng gọi cho Khoa khi đang muốn bán một chiếc xe cũ nha các bạn. Rồi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này ạ.